Hộ chiếu và visa có khác nhau? Thuật ngữ hộ chiếu và visa rất quen thuộc với những ai từng xuất ngoại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người nhầm lẫn giữa hộ chiếu và visa. Để giúp bạn dễ dàng phân biệt, chúng ta cần điểm qua một số điểm khác biệt cơ bản giữa hộ chiếu và visa nhé. Đầu tiên, về khái niệm, hộ chiếu passport là một loại giấy tờ quan trọng do một chính phủ cấp cho công dân nước mình, như một giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài. Visa còn gọi là thị thực nhập cảnh, là một loại chứng nhận quan trọng cho chính phủ một nước cấp cho người nước ngoài muốn đến nước họ. Thông thường visa được cấp bằng cách đóng vào sổ hộ chiếu. Thứ hai, hộ chiếu visa dùng để làm gì? Hộ chiếu được sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và các nước. Ngoài ra, trong các giao dịch, thủ tục hành chính, nếu người dân không có hoặc quên mang theo căn cước công dân, chứng minh nhân dân thì có thể sử dụng hộ chiếu thay thế. Còn đối với visa thì cho phép một công dân xuất nhập cảnh lưu trú tại một quốc gia, vùng lãnh thổ mà người đó xin cấp. Hiện có 3 loại hộ chiếu bao gồm: 1. Hộ chiếu ngoại giao được cấp cho các quan chức ngoại giao của chính phủ đi nước ngoài công tác. 2. Hộ chiếu công vụ được cấp cho các quan chức chính phủ đi nước ngoài do công vụ của nhà nước. 3. Hộ chiếu phổ thông được cấp cho công dân có quốc tịch Việt Nam. Còn đối với visa, tùy theo mục đích xuất nhập cảnh mà visa sẽ có những ký hiệu riêng, chẳng hạn visa du lịch thì có ký hiệu là GL, visa du học ký hiệu là GH, visa cho người lao động ký hiệu là LD, hoặc visa điện tử là EV, v.v.